Vâng, nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Dương Vi đáng nhé không làm live lại đâu, nhưng mà lúc nãy do mất mạng. Cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, trong quá trình lên Facebook với YouTube xem nhiều nhà đấu tranh dân chủ cuội livestream chống phá xuyên tạc nhiều quá. Dương Vi rất là bức xúc cái đối tượng Trần Bình á, hay live ở trên cái fanpage Tiến Dân TV á, vừa mới like xong cách đây chưa được 15 phút đâu. Sau Dương Vi sẽ nói về này sau. Đối tượng Trần Bình này là ai? Đối tượng Trần Bình này là một nhà đấu tranh dân chủ cuội được sự chỉ đạo thành lập của cái nhóm NOO, của tổ chức Việt Tân ở hải ngoại ấy, thành lập ở trong nước, thành lập ra ba cái nhóm dân oan miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và đối tượng này là đối tượng cầm đầu trong nhóm dân oan ở khu vực Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của tên Tâm Dương Nội á, Tâm á. Trần Bình này cầm đầu cái đám dân oan khoảng hơn 20 người, thuê một chiếc xe ca đến tại nhà khách của các vị đại biểu quốc hội tại Hà Nội để biểu tình, có nghĩa là ngồi ở trước cửa nhà khách đó hô hào treo băng rôn khẩu hiệu, xong xỉ báng các vị đại biểu quốc hội tại đó. Nhưng các vị đại biểu quốc hội không ra, nói rằng đại biểu quốc hội là bù nhìn, là tham ô tham nhũng, không lắng nghe ý kiến của người dân. Mà bà con đi qua đó, người ta đi bộ đi thể dục qua đó, người ta nhìn thấy cũng rất là bức xúc. Sau khi cái lực lượng an ninh người ta đến trước giờ 9 giờ thì Trần Bình này cho những người nó tập hợp lại và cầm băng rôn khẩu hiệu đi qua nhà khách khoảng 100m lại lên xe ca và đi về nơi ở của bọn chúng. Sau đây Dương Vi sẽ vào phân tích những cái chi tiết mà bọn chúng hoạt động bấy lâu nay. Nếu thiếu thì các bạn hãy bổ sung thêm cho Dương Vi bằng comment. Nhất, trước khi cái vụ việc mà hai cha con cởi trần chuồng thì có Tâm Dương Nội này này cùng Trần Bình đã đến gặp Dũng Vô Ba, kênh chủ kênh CHTV đấy, mà kênh CHTV này là chủ, sau đó đẻ ra kênh Tiếng Dân TV là thuộc nhóm dân oan. Còn CHTV nó liên quan đến tất cả mọi lĩnh vực, nó xuyên tạc tất cả mọi lĩnh vực ở trong nước đấy. Mà Dũng Vô Ba này là ai? Là đối tượng cầm đầu tất cả các nhóm dân oan thông qua các tổ chức phản động ở hải ngoại, thu nạp con Cát Linh, có nghĩa là con gái nuôi của Rô Sơ Đào. Rô Sơ Đào đang sống ở bên Mỹ, mà chồng Rô Sơ Đào là tên Hạnh. Ông Hạnh này đã có quá trình công tác cho, có nghĩa là làm việc, làm tay sai chỉ điểm cho CIA, Cục Tình báo Trung ương Mỹ, là chồng của Rô Sơ Đào. Qua đó thì cái nguồn tài trợ tiền bạc và công nghệ rất là lớn cho cái kênh CHTV và Tiếng Dân TV này, thông qua tiền công nghệ từ các tổ chức phản động ở hải ngoại, nó cho tổ chức Việt Tân, nó cho và cái thứ hai nữa, những thành phần livestream chống đối phản động nhà nước tối hôm qua có đăng đàn ở trên diễn đàn của Dân Thái rằng ủng hộ các nhóm dân oan đang ở Hà Nội, đặc biệt là những người tham gia biểu tình cởi trần chuồng ở Hà Nội á, người ta sẽ ủng hộ tiền. Một số kẻ ở trong nước đã lên diễn đàn Tân Thái và Tân Thái, Benny Trương, những cái thành phần phản động ở hải ngoại đó cũng ủng hộ, sẽ gửi tiền cho bọn chúng. Tối hôm qua bọn chúng nói vậy ở trên diễn đàn của
Tân Thái và kêu gọi tiếp tục những người đấu tranh gọi là dân chủ cuội, dân oan đó, oan tham đó, tiếp tục xuống đường biểu tình và phản đối bằng hình thức cởi trần chuồng, đốt nhang. Đấy, mà Dương Vi hôm qua cũng viết một cái status đăng ở trên tại cái nick Dương Vi Nông Dân Cộng Sản này. Trong cái quá trình thành lập cái họ nhóm dân oan này này, nó trải qua khá là lâu và cấu kết rất là nhiều thành phần từ trong miền Trung, miền Nam ra đến ngoài Bắc này, và tập hợp hầu hết mọi người về số 1 Ngô Thị Nhậm trước trụ sở tiếp công dân Trung ương số 1 Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đó. Sau bọn chúng dựng lều, dựng bạt các thứ, cản trở cái đường người đi, hành lang người đi bộ, thì công an giải tỏa bọn chúng. Hành động bằng một cách vô sỉ bị ổi, cởi trần chuồng, cha con tồng ngồng ở giữa đường, giữa chợ, giữa phố, bao nhiêu người đi lại đông đúc như vậy. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao bọn chúng có thời gian kéo dài biểu tình như vậy và chống đối nhà nước suốt ngày, chỉ có đi đòi hỏi phải làm thế này, làm thế nọ cho người ta. Làm thì không làm, nhà 2-3 người ở đấy, thì bọn chúng lấy đâu ra cái để sinh hoạt, cái để ăn, cái để mặc, cái để đi lại, điện thoại, toàn điện thoại đắt tiền. Dương Vi khẳng định rằng một điều, thông qua bọn phản động ở hải ngoại, qua Dũng CHTV, Dũng CHTV cùng với Tâm Dương Nội, Trần Bình này đã đưa tiền cho những cái kẻ suốt ngày đi theo Trần Bình này live stream, đăng ở trên cái trang Tiếng Dân TV. Riêng cái trang nick Trần Bình ít khi đăng, chỉ có thỉnh thoảng chia sẻ thôi nhá. Đấy. Với số lượng người như vậy, trên 20-30 người, cái lo ăn lo mặc đó là cái khó rồi, mà kéo dài như vậy thì lấy đâu ra nguồn tiền, mà lấy đâu ra tiền để thuê xe, thuê cộ, lúc thì chỗ này, lúc chỗ kia. Mà cái đáng trách hơn là tại cơ quan nhà nước, ngay trước cổng của Quốc hội, hành động một cách thiếu văn hóa, thiếu suy nghĩ như vậy, thì riêng tôi đã không chấp nhận được, chứ đừng nói nhiều bà con nhân dân khác, đặc biệt là chị em phụ nữ, những người chị, người mẹ, những người em gái, người ta nhìn vào những hình ảnh đó coi sao được, đánh mất giá trị văn hóa của người con gái Việt Nam, còn người đàn ông chưa nói đến, mất hết nhân phẩm, đạo đức, tư cách của một con người, chứ đừng nói là dân. Đúng là dân chủ cuội, dân oan tham thật. Tôi nói rồi, tôi nói rất là nhiều lần, các vị đấu tranh cho nó đúng, khiếu kiện phải có nơi có chốn, từng bước, các vị một phát đùng đùng từ địa phương chưa qua hết các cấp chính quyền. Thứ nhất, cấp xã làm sai các anh phải đến huyện, huyện giải quyết không thỏa đáng, tỉnh, mà tỉnh là ai, các cơ quan tòa án, cùng lắm gặp chủ tịch bí thư tỉnh, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đấy mới là đấu tranh thực sự cho người dân, mà đấu tranh thực sự cho mình. Đường đường chính chính đi đòi gặp ngay thủ tướng, gặp chủ tịch quốc hội, gặp tổng bí thư, chủ tịch nước, cái đó đã vượt cấp, quá sai rồi. Thì ai giải quyết cho các vị? Mà hôm nay bác Trần Siêu có hỏi thì đất đai như thế nào, thì từ năm 1982 mua của người ta, xong trong quá trình chuyển đổi ấy, thì các vị không làm sổ sách chứng từ, không chuyển đổi theo cái yêu cầu của nhà nước, có nghĩa là vào năm 1992 người ta đo đạc cấp lại sổ đỏ cho toàn dân, lúc đó là mới bắt đầu, thì các vị không làm,
Sau đó các vị bảo là cho người làm cho, thuê người ta làm cho, có nghĩa là cấp cái sổ đỏ đó không hợp pháp. Người ta cấp nhà nước, cơ quan nhà nước người ta cấp, người ta có hồ sơ lưu trú hẳn hoi, còn cấp lậu, người ta in bìa lậu, người ta đo đạc các thứ, người ta vẽ ra làm giả, thì ai đền bù cho các vị thỏa đáng? Đối với cái đám dân oan, oan tham ấy, mà cái tổ chức TV này này, Tiếng Dân TV nó thành lập ra suốt ngày biểu tình biểu tọt ở Hà Nội này, gây bức xúc cho rất là nhiều người ở Hà Nội, cư dân ở xung quanh khu vực đó là thứ nhất. Cái thứ hai, những người xem ở trên cộng đồng mạng cũng rất là bức xúc. Thêm vào đó, các thành phần phản động hải ngoại nó bơm vào, nó lợi dụng cái vấn đề nó xuyên tạc chống phá đảng, chống phá chính quyền, chống phá nhà nước. Còn đối với đối tượng Trần Bình này này, quê ở Thái Bình, nhưng mà lên đấu tranh tại Hà Nội rất là lâu, đã hơn năm nay rồi. Chồng con ở nhà không lo, lo suốt ngày cầm đầu đám dân oan. Trước khi hành động cái gì á, Trần Bình à nè gặp à Tâm, Tâm Dương Nội ấy, cho gặp Dũng Vô Ba, chủ kênh CHTV, bàn bạc kế sách. Như hôm nay ấy, trước khi đến cái nhà nghỉ của các vị đại biểu Quốc hội nghỉ ngơi á, thì chắc chắn bọn chúng đã bàn bạc trong cái khoảng thời gian này đến đó để kêu gào, để hô hào, gây mất an ninh trật tự. Thì bọn chúng bàn bạc giờ này đến, và trước lúc 9 giờ thì mọi người phải rút lui. Sau 9 giờ là gì ạ? Còn hành động như vậy là gây mất an ninh trật tự, quấy rối, mất trật tự công cộng, và ban đêm thì sẽ bị bắt và xử phạt. Nên các vị ấy đã rút lui. Hello, chào Hồng Y, chào tất cả mọi người nhé. Thêm những cái đối tượng này hay like ở trên cái kênh Tiếng Dân TV này. Thứ nhất, Ngọc Đức cầm đồ hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng lên mạng xuyên tạc về tất cả mọi lĩnh vực, những mặt trái, những mặt làm chưa nên chưa tốt thì nói thẳng ra, nhưng mà xuyên tạc tất cả mọi thứ, đưa những cái thông tin báo chí chính thống theo một cách khác, lái đi để người ta đánh lạc hướng dư luận, làm sai ngôn từ của tờ báo chính thống đi. Đó là một luận điệu xuyên tạc cực kỳ nguy hiểm đối với tên Ngọc Đức cầm đồ này. Thêm ông nữa là ông Trần Quốc Khánh, cũng like ở trên kênh CHTV, Tiếng Dân TV. CHTV có Nguyễn Trọng Hùng là tay đắc lực sau Dũng Vô Ba. Nhưng mà Dương Vi sẽ nói về ông Trần Quốc Khánh này. Ông Trần Quốc Khánh này, người ở Hòa Bình, đấy, với ông Nguyễn Thanh, người ở Hải Dương. Hai ông này tối ngày bôi nhọ xuyên tạc các vị lãnh đạo đảng nhà nước, nói Quốc hội không ra gì cả. Nguyễn Thanh này là một kẻ già nhưng mà còn ngáo, đòi ra ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân. Mà cái uy tín, cái lời nói của ông ấy ở địa phương không có trọng lượng là một. Cái thứ hai ấy, ông có bao giờ ra khỏi nhà tiếp xúc với người dân xung quanh hàng xóm, ngoài việc ông đi chợ, đi mua cái này cái nọ, là ông chỉ tiếp xúc người ngoài như vậy thôi. Bình thường đóng cửa nhà live stream, đàn hát, nghiên cứu bài để xuyên tạc đảng nhà nước, xuyên tạc chính quyền địa phương, xuyên tạc các lực lượng chức năng. Còn ông Trần Quốc Khánh này này, ông này thành lập ra một cái hội kêu gọi mọi người đóng góp vào cái quỹ hội gọi là ủng hộ ra ứng cử vào đại biểu Hội đồng
đại biểu Quốc hội ứng cử vào ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đấy, trong đợt đại hội Đảng 13 tới này. Cho nên đã bị cơ quan an ninh tỉnh Hòa Bình gọi mời đến làm việc, bởi vì thông qua những cái live stream của ông ấy, ông đã xuyên tạc chống phá Đảng nhà nước, xuyên tạc chính quyền nhân dân. Mà Trần Khải đã nói rồi, nhà đấu tranh Trần Quốc Khánh, Ngọc Đức cầm đồ, Nguyễn Thanh, kiểu gì kiểu, trước sau gì cũng bị cơ quan an ninh người ta hỏi thăm sức khỏe. Đúng rằng 3 hôm sau, ông Trần Khải, tức Châu La Khải, hai file nói chính xác, đã bị cơ quan an ninh người ta mời làm việc. Và sau đó hắn vẫn tiếp tục live trên kênh Tiếng Dân TV. Và nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã chặn nick Facebook Dương Vy, nhưng mà Dương Vy vẫn có cách để theo dõi. Còn đối với các đám nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn ở hải ngoại á, nó yêu cầu là gì? Từ nay cho đến ngày 5 tháng 7 2020 thì các tổ chức gọi là phản động ở trong nước này này, các nhóm dân oan tham này, các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước này này, kêu gọi người dân, tập hợp người dân càng nhiều càng tốt để xuống đường biểu tình. Để làm gì? Chống lại việc mở cửa, mở rộng đặc khu hành chính, đặc khu kinh tế ở Phú Quốc. Cái đó là phản đối cái ý nguyện, ý chí nguyện vọng của nhiều người dân, của Quốc hội và của chính phủ. Chính phủ đã bảo là mùng 5 tháng 7 cho hoạt động, mở cửa hoạt động cái đặc khu ở Phú Quốc. Thêm vào đó, những nhà đấu tranh dân chủ cuội ở thành phố Hồ Chí Minh như ở Kiên Giang thứ, có một tên từng tướng tự phong của đám Nam Minh Quân phong cho làm trung tướng khu tự trị ở An Giang. Đấy, nói rằng nếu mà việc này thực hiện thì bọn chúng sẽ cầm đầu rất là nhiều người đến thành phố Hồ Chí Minh, đến trước cửa đại sứ quán của Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh biểu tình phản đối cái việc thành lập cái dự án đặc khu ở Phú Quốc Kiên Giang ấy, rất là ngáo đá. Bọn chúng làm vậy mục đích phá hoại cái an ninh trật tự ở trong nước, phá hoại cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Những cái vấn đề á, những cái vấn đề nóng hiện nay á, thì bọn chúng sâu xé đất nước mình không bình yên, đất nước nguy ngập, những cái thông tin đó, những thông tin xuyên tạc bịa đặt, những cái thông tin giả tràn lan khắp mọi nơi. Tùng Lê không thấy vào Khánh Nam ạ. Đối với việc bọn chúng xuyên tạc như vậy ấy, thì làm mục đích những người, cho những người dân người ta chưa hiểu, chưa tiếp cận được cái thông tin này này, người ta lung lạc ý chí, người ta hiểu sai về cái bản chất của nhà nước, bản chất của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng, và phá hoại sự đoàn kết của khối đại đoàn kết toàn dân đó. Đấy, đất nước Việt Nam không bình yên, tại sao trong những ngày tháng qua dịch bệnh không tràn lan, người dân vẫn yên ổn làm ăn sinh sống, nhiều nhà đầu tư người ta vẫn đầu tư ở Việt Nam. Cụ thể trong 2 ngày hôm qua, cái giá trị cổ phiếu lên sàn vượt mức 1 tỷ USD, chưa từng có, cái kỷ lục nó cao như vậy. Thể hiện sự gì?
sự năng động, sự phát triển ổn định của đất nước, thì các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh người ta mới đầu tư vào Việt Nam thông qua sàn chứng khoán. Tôi nói cho các nhà đấu tranh dân chủ cuội biết này này, các vị còn đần độn hơn những người nông dân như bọn tôi rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì bọn tôi cảm thấy đất nước yên bình như vậy thì những nhà chiến lược, những CEO, người ta nhìn cái cơ hội phát triển ở Việt Nam, đất nước ổn định như vậy, người ta mới dám đầu tư vào. Người ta có sự phân tích, mà cái đội ngũ phân tích, đội chuyên gia phân tích của những tập đoàn, những CEO đó, rất là tài giỏi. Nếu mà đùng đùng đất nước Việt Nam như các nước khác, sao người ta dám đầu tư vào? Các tập đoàn lớn ở nước ngoài sao dám đầu tư vào Việt Nam? Tình hình đất nước không ổn định, không ổn định mà người dân vẫn sống bình thường như vậy. Chỉ có cái đám dân oan tham mà cái tổ chức CHTV với là Tiếng Dân TV thông qua cái bọn Nô Ô với bọn Việt Tân nó thành lập nên làm loạn ở đấy thôi. Có 20-30 người. Tôi khẳng định nếu mà an ninh ở đó người ta đầy đủ dữ kiện, người ta sẽ bắt những cái tên cầm đầu, thì tự nhiên cái đám dân oan tham này tự động giải tán hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ chế chính sách các thứ, nhiều người người ta đến đã truyền đạt, gặp gỡ, đã giải thích cho rõ ràng như vậy, người ta đã hiểu. Một phần cố tình ở lại đó để kiếm vài đồng đô la bẩn thỉu, ở đó suốt ngày làm gì ăn, chỉ đợi mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của cái bọn phản động ở hải ngoại nó gửi về cho. Mà các vị đào mồ cốt mả cha ông mình, làm ăn không lo làm ăn, cứ suốt ngày ở đó ngồi lê ngồi lết ở vỉa hè đó, đợi cái con Trần Bình này này nó cầm mấy đồng đô la bẩn thỉu về nó đưa cho, nhồi cho ăn, cho ỉa, rồi là cho đái, rồi là cởi cần chân, cởi chuồng, tụt quần, cởi áo ra biểu tình, đứng ở giữa phố, giữa chợ, tồng ngùng. Vâng, chào em, chào Hana Lê. Cứ đợi đủ cơ sở pháp lý, đợi thu thập đầy đủ chứng cứ, bắt mấy cái con cầm đầu này đi là hết. Nếu mà phải người ở trên địa phương chúng tôi ấy, có những thành phần như thế, tôi khẳng định, chứ đừng nói, khẳng định rằng chưa nói đến cơ quan chức năng mà ngay bà con nhân dân người ta cũng quả cho vớ mồm luôn, chứ đừng dụng hết răng, răng môi lấn lộn ngay.